Vào đó cũng 2 năm mà ăn tiêu gỗ. Dạ rồi, em xin phép chào gia đình nhà mình nha. Ngày hôm qua thì chị cùng với em rể của chị về đây đúng không ạ? Nhờ anh em đội hiệp sĩ của Thanh Hải đi tìm con. Và cái ngày hôm qua thì chị khóc rất nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay thì chị như thế nào rồi? Bữa nay thì cười tươi rồi, vui rồi. Vui gặp chưa? Gặp con là mừng rồi. Vui chưa? Vui rồi. Chị có thể chia sẻ cái cảm giác mà khi chị gặp được con? Trời ơi, gặp được con mình mừng còn hơn là ai cho mình một đống tiền, đống vàng nữa. Cầu mong con mình khỏe, gặp con mình là mừng không còn gì bằng luôn. Nhờ đội hiệp sĩ đăng lên trên YouTube, từ trên mạng xã hội đồ, cái con mình thấy mới tìm, chứ con mình cũng không có điện thoại xài, bởi nó không biết cha mẹ nó tìm kiếm nó gì. Người cộng đồng mạng cũng thấy vậy, cũng tội nghiệp cháu nó, cũng đừng có nói nó này nọ, cũng tội nghiệp nó, vì nó cũng không có điện thoại, nó cũng không biết gì hết trơn á. Nhưng mà bây giờ chị sướng không? Sướng, vui, khỏe. Sướng hơn cái lúc lấy chồng không? Lấy chồng lúc đó quên này, lâu quá quên rồi. Bây giờ là sướng nhất trong cuộc đời rồi đúng không? Dạ, gặp con là mừng dữ lắm, không còn gì bằng. Trời ơi, hôm qua về đây khóc nước mắt nước mũi tràn trề. Dạ. Chị là ở Kiên Giang. Dạ. Ở rừng, gần rừng U Minh Thượng đúng không? Dạ. Chị có thể chia sẻ lại cái sự việc mà chị đi tìm con. Đầu tiên là con nhà mình bỏ đi ngày mùng 9, là mùng 9 Tết. Mùng 9 Tết á. Đầu tiên con mình bỏ đi ngày mùng 9 Tết á. Rồi cũng hoảng hốt, không biết sao, cũng đi tìm chỗ này chỗ kia, tìm bạn bè nó, đầu cũng điện hỏi, nó nói là không liên lạc được thiết bị vậy đó. Rồi giờ cũng không biết manh mối sao, nhờ chị em bằng ở trên Bình Dương nè, nhờ tìm kiếm cũng điện cũng không liên lạc được. Rồi cũng không biết tung tích làm sao, rồi mới đăng lên Facebook tìm. Thì con cha con nó không có coi điện thoại, bởi nó không biết mẹ đang tìm nó. Rồi mấy nó không, rồi thấy người ta nhắn tin trong đó đó, là nó thấy nó bên Campuchia, hoảng hồn quá mới lên nhờ Bình Dương, nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương đó tìm kiếm cháu giùm. Người đăng lên qua cái cháu nó mới, người ta mạng xã hội coi nhiều mới thấy là mẹ thấy gì, kiếm cái gì vậy, giống nhỏ này, nhỏ này mới cho nhỏ này coi, nó mới thấy, nó mới mượn số điện thoại của người ta nó điện lại. Rồi nó gặp cha gặp mẹ, mới gặp hồi hôm đây thôi. Cái lúc đó đã ha, lúc đó mình có ôm lấy con không? Cái lúc đó mừng cái lắm, lúc nào điện một cái là thấy mặt con là mừng rồi. Chồng ở dưới nhà điện nói anh ơi gặp con rồi, cái khóc khóc ở dưới nhà quá trời luôn. Trời đất ơi, hôm qua chị về đây chia sẻ ông xã của chị, là em biết là ông xã của chị rất là yếu đuối rồi, khóc lắm, yếu đuối hơn chị nữa. Dạ. Chị là phải từ dưới quê một quãng đường rất xa để mà lên Bình Dương đúng không ạ? Dạ. Còn ông xã thì đi không nổi. Dạ đúng rồi, đi không và nổi. Qua cái sự việc của gia đình nhà mình á, em biết được một điều rằng là trước kia là gia đình nhà mình làm nông hết đúng không? Dạ. Như chị có chia sẻ cái video ngày hôm qua. Dạ. Là sau cái đợt dịch thì gia đình quyết tâm quyết định là về. Dạ, không lên đây nữa. Quê sẽ không lên nữa. Dạ. Bởi vì quá sợ rồi. Sợ cái đợt đó có thể là một cái thời gian mà khủng hoảng nhất trong cuộc đời, mà không riêng chị mà rất nhiều người đúng không ạ? Đa số là ai cũng sợ hết. Dạ. Chỉ mong qua được cái nạn đấy thôi. Đúng không ạ? Dạ. Và có rất nhiều cô chú anh chị, đặc biệt ở khu vực các tỉnh thành ở miền Tây. Dạ. Thì cũng nếu mà vượt qua được cái giai đoạn đó thì sẽ về quê là ở ẩn luôn, là có rau ăn rau, có cháo ăn cháo đấy. Dạ đúng rồi. Đúng không ạ? Kiểu đó đó. Là chị là nằm trong số đó đúng không? Đúng rồi, bị vong tỏ rồi, hai đứa nhỏ này bị tao bắt đi nhốt. Sợ nhỉ? Dạ, lúc đó cũng gia đình nói là hai đứa nhỏ mà có chết luôn, hai chồng cũng tự giận chết trên này chứ không về quê, bị đi bốn mà về có hai là không về. Cái lúc đó thì bản thân em mà đâu còn sợ cho nói gì chị nữa. Dạ. Rất nhiều người sợ chị ạ, ai tình hình chung mà ai cũng sợ hết. Về nhà rồi thì mình chia sẻ cái câu chuyện là gia đình nhà mình đi làm nông. Dạ. Ai muốn gì làm nấy. Dạ. Đặc biệt là đi nhổ khoai, khoai lang đúng không chị? Nhổ phải nùng á, phải nùng, phải từ đầu vậy đó. Dưới quê là trồng mấy phai đó với gừng. Ai thuê gì làm đấy? Dạ. Và đặc biệt là con gái của chị em thấy là rất giỏi nha. Dạ. Thật sự luôn á. Bé tuổi đời rất nhỏ nhưng mà bé rất giỏi. Bé mà chịu khó bé đi làm với ba mẹ như vậy là bé giỏi hơn những đứa trẻ khác ấy chị ạ. Dạ. Chị có công nhận điều đó không? Có, công nhận, ở xóm ai cũng khen nó hết trơn. Nó giỏi, nó ngoan vậy đó, mãn năm mãn tháng nó không có đi chơi với bạn bè nào hết trơn, mà đụng cái nó đi vậy, đụng cái là phát chóng mặt luôn. Đụng cái suy sụp luôn, đụng cái chị suy sụp luôn, chị bằng không nổi. Con mình nào giờ đâu có chứng có gì đâu mà tự nhiên sao nó đụng cái là nó mất tiêu vậy, mà nó điện đài không được. Nó rồi giờ cũng không biết đường sao, nhờ hiệp sĩ đăng lên vậy mà tìm gặp được con. Hơn tháng trời rồi chú bộ. Hơn tháng trời. Hơn tháng trời rồi chưa đó. Được. Nhưng mà hôm qua mình có ôm con chưa? Chưa có ôm, cũng thấy vậy. Chị thì mạnh dạn hơn cha nó, nếu cha nó gặp có thể ôm khóc. Nhưng mà ở nhà là chị làm nóc nhà hay là chồng chị? Cô không biết có ai làm nóc nhà, nhưng đụng chuyện chị em ra chịu đạn không à. Em là thấy là chị làm nóc nhà đó, ở nhà mình có hay chửi chồng không? Không có chửi, nói bậy thì nói thôi chứ không có chửi. Lâu lâu mình có sắn cho chồng bạt tai không? Cũng có khi gì nhầm khi. Trời đất ơi. Cái đó mình không có chối cãi được. Đúng là chị là rất là thật thà, người quê mà đúng không ạ? Dạ. Có sao nói vậy? Dạ, không có
chối cãi được, chuyện đó mới có thôi. Lâu lâu nóng lên là bạt cho chồng bạt tai đúng không? Rồi dạ. Chồng có xin lỗi không? Cũng phải có chứ. Ôi trời ơi. Mỗi chuyện mà mỗi vậy hết thì vợ chồng đâu sống được tới dạ mấy chục năm đâu. Dạ đúng là chị là nóc nhà rồi, mà nóc nhà như chị là ông chồng chị chắc sợ lắm. Đâu có, đâu cũng bình đẳng với nhau à. Ai nói đúng thì nghe. Vui thôi. Ha. Dạ. Không vợ chồng như vậy mới vui. Lâu lâu làm trận rồi ven lên rồi bắt đầu lại làm hòa làm lành. Dạ. À em xin phép được chuyện trò với con gái của chị nhá. Dạ. Rồi chú chào bé. Dạ. Bé là bé tuổi thôi chứ người là không có bé đúng không? Rồi bây giờ con có thể giới thiệu con tên là gì? Dạ con tên là Trần Thị Thúy Vi. Vi ha. Tuổi. Vi lần này Vi làm một phát một thôi là mẹ là quay 360 độ, cha là khóc luôn. Vi thấy cái điều đó là Vi cảm nhận sao? Vi đúng hay Vi sai? Dạ con biết con sai nhưng mà con đi làm kiếm tiền chứ con không có đi đâu hết trơn á. Ừ, biết sai chưa? Bây giờ chú sẽ đi từng phân tích từng giai đoạn một, sai rồi đúng không? Bây giờ sai thì mình làm sao? Sai thì mình phải sửa con đúng không? Biết nhận lỗi rồi. Ừ. Vi thật sự rất ngoan nhá cô chú anh chị. Dạ. Rồi bây giờ con gái quay sang mẹ. Quay sang hướng mẹ đi. Khoanh tay lại xin lỗi mẹ đi. Dạ con xin lỗi mẹ, mốt con không làm gì nữa. Ừ. Con đi vậy biết cái trận này cha mẹ lo cho con vậy là sau này con không có làm gì nữa. Rồi anh em đây mần ăn. Có gì phải điện đài cho mẹ. Ôm mẹ. Lâu rồi mẹ chưa được ôm con đi. Trời ơi dượng cười tung tăng luôn kìa. Gặp mừng dữ lắm, mừng luôn, không có gì bằng hết trơn. Ôm lâu lâu chút, ôm cái nữa. Ôm lấy mẹ. Mẹ chúc ép à? Mẹ nhỏ con ha. Mẹ hình như là mẹ kén ăn hay gì hay mẹ làm nhiều? À, không có gầu lo tùm lum hết trơn. Mình ăn bình thường là chưa đi, con chưa đi thì mình ăn ngày được 8 bát cơm không? À, không. Có 4 bát à, sáng 2 bát, chiều 2 bát à. À, vậy là lúc con đi thì mình ăn lên 10 bát đúng không? À, con đi không ăn được luôn. Đi ra chỗ gừng có khoai không ăn miếng nào. Trời đất ơi, làm công việc nặng mà không ăn được là thua. Dạ, rồi ở xóm nó chị gắng ăn đi, chị mới có sức kiếm cháo chứ chị không ăn là chị chết trước nó đó, nó chưa chết mà chị chết. Mẹ tốt teo teo lại thật mà thấy chị ốm quá nhờ, mình làm nông mà mình ốm quá nha. Dạ. Con về rồi. À, bây giờ con về rồi thì mình về ăn uống đầy đủ. Dạ, gắng ăn cũng đỡ lo rồi. Rồi bây giờ con gái nè, thôi mình bình tĩnh đi nha. Mình về rồi mà, gặp mẹ rồi. Giờ con gái có thể chia sẻ là sao cái ngày đó động lực nào mà quyết định con bỏ nhà đi? Con muốn đi làm kiếm tiền. Muốn đi làm kiếm tiền. Bởi vì là gia đình mình khổ quá hả? Kiểu ba là khổ nhưng mà nắng quá con chịu không nổi. À tức là con làm nông làm ngoài đời làm ngoài ruộng nắng quá đúng không? Dạ. Cái lúc đó còn có tâm sự với ba mẹ không? Mình làm ở quê đó mình làm được lâu không? Dạ lâu, cho mẹ về là con về theo luôn, con không có ở trên đây nữa. Được mấy năm? Năm mấy là mình cứ sáng là đi theo ba mẹ là ra ngoài đồng đúng không? Dạ. Trời nắng chang chang, mình làm cái đó mình cứ thấy vất vả không? Dạ, cực chứ. Rất cực, chú còn thấy là rất cực. Làm cái đó nếu mà thanh niên trưởng thành, đặc biệt là con trai nhá, mà đang còn nản ấy, chứ nói như là bé nó mới đủ tuổi, mà đặc biệt bé là bé gái nữa. Thời tiết thì nắng thất thường, nắng mưa thất thường. Rồi làm như vậy rồi theo như bản thân con nó cảm nhận, nó làm cái đồng lương mà người ta trả cho con có xứng đáng không? Dạ con thấy xứng đáng. Xứng đáng hả? Cực lắm đúng không? Dạ, rồi là con làm cũng quen công chuyện rồi nên là con thấy cực. Nhưng mà nắng. Nhưng mà sau đó thì quyết định là rời bỏ quê hương, rời bỏ gia đình để đi con đi làm mình đã có tiền cũng mới đi về. Đó là suy nghĩ của con, cũng suy nghĩ giống như các bạn trẻ khác. Có rất nhiều bạn trẻ khi mà bỏ cha mẹ đi thì nhiều bạn thì viết thư, nhiều bạn thì nhắn tin điện thoại nói là khi nào con thành công con mới về. Nhưng mà đó là cái điều mà suy nghĩ của các bạn trẻ thôi. Nhưng mà cái điều đó thì làm cho gia đình rối tung lên hết và rất lo lắng. Bởi vì hiện nay là bên ngoài xã hội rất nhiều cạm bẫy, đặc biệt bản thân con là con gái. Mà chú nhìn con rất là dễ thương, chú nói thật lòng luôn, rất xinh, dễ thương. Chú sợ rằng đi ra ngoài sẽ gặp những đối tượng xấu, có thể là dụ dỗ và cám dỗ con làm những công việc nhạy cảm. Mà con gái biết không? Biết công việc nhạy cảm là gì không? Dạ biết. Là gì nói chú nghe nào? À, làm trong mấy quán cà ga này kia. Đúng rồi. Đó, họ thấy mình có nhan sắc, mình có thân thể, họ sẽ chuộc lợi ích cá nhân, họ sẽ bắt ép mình làm những công việc nhạy cảm. Nhưng mà lần này đi thì rất may mắn ha. Hôm ngày hôm qua mẹ con về đây chia sẻ là nhận được cái tin là có người nói là bên qua Campuchia. Nhưng mà các chú vẫn không tin, bởi vì các chú sợ rằng là gia đình mình đăng lên Facebook á, dạ, thì rất dễ bị những đối tượng xấu có thể lừa đảo để mà kiếm tiền của gia đình nhà mình. Nhưng mà các chú vẫn không tin cái điều đó, các chú vẫn phải là
suy nghĩ lại và tiếp cái nhận thông tin của mẹ con để mà định hướng. Nhưng mà rất may mắn rằng là chỉ buổi, nói chung là cách nhau khoảng tiếng, hơn tiếng chị ha, là chưa được tiếng, yeah. Là bé nhận được cái tin tức của anh em đăng lên đi tìm, yeah, yeah. Rất may mắn, yeah. Nhà mình ăn ở tốt ấy, nên mà ông trời ông thương ấy, yeah. Mình có nghỉ đâu đấy không chị? Chắc nghĩ cũng là cũng ở đời cũng được được, bởi vì con cái mình, con người ta mới đi 2-3 bữa mà còn bị nhốt, bị đồ, bị chú hiệp sĩ sĩ đồ cứu ra được. Lúc nãy còn, chị thấy không? Chị thấy dạ, chưa? Đúng rồi, còn con em đi hơn tháng nay mà con em chưa có bị chuyện gì là cũng hên lắm rồi, nói chung là cũng phước đức ông bà để lại. Chị thấy cái thằng nhóc kia mà giải cứu bên Campuchia về dạ, chưa? Thấy bé nãy bị quánh ôm bụng không là thấy khổ, mà gặp con mình, người ta trai quánh vậy, con mình gái không biết nó đưa tới đâu mà cũng sợ. Rồi là từ khi mùng 9 mình đi là mình đi đâu? Đến lúc đầu thì con lên Củ Chi luôn làm. Xong rồi cái kiểu như là kiểm tra nhà máy thì nó cho nghỉ, không đủ tuổi nó cho nghỉ. Chứ còn ở chợ, con thấy không có chuyện gì làm, cái con mới lên trên đây làm. Lên đây là lên đâu? Dạ lên Tân Nguyên. Ừ. Lên Tân Nguyên con làm công ty, vô công ty con làm. Con làm được một tuần mấy rồi. Đầu tiên là mình lên Củ Chi, ai là người dẫn mình, dụ mình đi? Hay là dạ, tự không mình có vụ, kiểu như là chị đó, kiểu như là đi tết đi chơi chung, ừ. cái mới hỏi là chị là công ty về cho em theo giới, cái bà nói là công ty bà đang không có nhận người vậy đó, cái bà nói là bà gửi vô thì được, rồi em trả em làm, cái ta kiểm tra nhà máy, xong rồi người ta cho nghỉ, cái bà nói để bà xin cho vô, cái xong rồi xin không được, cái ở chợ mà cái mới lên Tân Nguyên này, lên Tân Nguyên là lên với đây với ai? Dạ lên anh. Ôi trời đất ơi, gan dữ hả? Bé này tại dữ hả? Lúc trước con ở bên Thuận Giao, ừ. Con không biết trên Tân Nguyên có mấy cái công nghiệp nên là con vô con làm. Vậy lên đó là tự muốn chọn, dạ. Cái ngày đi đó là mình có mang tiền đi không? Dạ có, tiền lúc Tết có tiền. Nhiều không? Không, có mấy trăm ngàn à. Mấy trăm mà dám bỏ quê đi luôn, gan dữ ha. Nó biết trên người nó còn vàng đó. Vàng nhiều không? Không, con đem con lột vàng trả chỉ lấy cộng dây chuyền. Rồi cộng dây chuyền nó còn không? Biết ngay mà, chứ có mấy trăm ngàn sao mà ở trọ này. Điện thoại còn cầm luôn, bởi nó không biết chị đăng cái gì cái gì. Trời đất ơi, điện thoại cầm luôn. Sao mình đi mình đi làm vậy, sao mình không nói cho ba mẹ? Mình không liên lạc về. Sao thế? Lúc đầu cũng có liên lạc. Xong rồi cái thời gian sau cầm điện thoại không có liên lạc nữa. Cầm điện thoại luôn. Hết tiền ăn. Thật sự đi làm để thành công về mà chưa thấy thành công là thấy thất bại. Thấy dây chuyền mất nè, điện thoại đi cầm nè, tay bông cũng cầm luôn rồi. Trời đất ơi, khổ chưa phải kìa, hết ba đồ đi là nó ăn tới giờ nhờ đó, cái ngày nó ở nhà nó cũng không có xe xua gì trên đó. Rồi là những cái ngày mà mình sống xa mẹ xa cha đó, xa gia đình đó, mình thấy sao con? Thấy cũng cực nhưng mà ghét nó cũng quá. Đêm là nằm cùng mình ở một trọ một mình, phòng trọ mình sắm được cái gì rồi? Thì bếp nút rồi xong rồi vậy đó, tự nấu ăn luôn, dạ. Đi làm về là nấu ăn, biết nấu ăn luôn. Dạ biết. Ui giỏi dữ hả? Con nấu được món gì? Nấu nhiều lắm. Biết nấu canh chua không? Dạ biết. Kho thịt không? Dạ biết. Kho cá? Dạ biết. Ôi nhỏ này giỏi nha. Vậy là cưng giỏi á. Làm bánh làm trái cũng biết làm. Đúng rồi. Rất là giỏi, rất tuyệt vời. Mỗi tội là chưa gặp may mắn thôi. Chưa gặp may mắn. Mà cũng may rồi đó. May là chưa tới Campuchia. Là vẫn may rồi đúng chị? Vẫn may rồi. Vậy là em thấy chị thấy vậy là may mắn cho con chị lắm rồi. May rồi đúng không? Ừ, còn những thành phần khác còn xấu số hơn con của mình nhiều. Đúng thấy rồi. Con chị vậy là may. Chị nói cái điều này em công nhận. Dạ. Những bậc làm cha làm mẹ khác về đây, thật sự khi mà gặp được con thì rất đau lòng. Và đặc biệt rằng như cái cậu bé hồi nãy đó, dạ. Chị thấy ôm bụng đúng không ạ? Dạ. Đó là cái kết đau lòng của việc tin người đi làm việc nhẹ lương cao đấy, đúng bị rồi. Người ta lừa bán quả cam đấy. Gia đình, bé này cũng hiền. Gia đình phải mất một số tiền rất là lớn, dạ. Mà trong khi đó bản thân lại bị ăn đủ đòn luôn. Đó là cái điều rất là buồn. Vậy là lên đó là cứ đi làm về rồi ở trọ, dạ. Làm tháng ở trong đấy người ta trả được bao nhiêu con? À, tháng nếu mà tăng ca thì tháng cũng 10 mấy triệu. Ôi dữ ha, 10 mấy triệu là dữ á. Mình làm bao nhiêu tiếng? Dạ nếu mà không tăng ca thì làm 8 tiếng, còn tăng ca thì làm tới 10 giờ 10 giờ đêm? Dạ. Sáng mấy giờ làm? Dạ 7 giờ đi làm. Trời đất ơi, một đứa con gái năm nay chập chững 18 tuổi. Sắp 18 rồi đúng không? Mà làm từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Biết rồi cũng quen rồi, lúc trước tại quen gì? Không quen, cái đó không quen được nha.
Mình có thấy như vậy mình lãng phí cái tuổi thanh xuân không? Có tiền sao phí được. Bây giờ như này, chú tư vấn như này. Như mẹ con chia sẻ là con cũng có một cái định hướng là học cái nghề, và đặc biệt là cái nghề nail. Con thích cái nghề đó không? Dạ thích. Con sau này con có thích con làm chủ không? Dạ có chứ. Con có muốn là con làm rạng danh gia đình không? Muốn đúng không ạ? Con có muốn là sau này con làm được kiếm một số tiền để con phụ giúp cho ba mẹ hết khổ đúng không ạ? Thì bây giờ chú sẽ định hướng cho con. Bây giờ con kiếm một cái công việc, nếu mà gia đình nhà mình chưa có đủ điều kiện để con đi học nghề. Bây giờ con tìm một cái công việc phù hợp, con làm 8 tiếng thôi cũng được. Còn cái thời gian còn lại để con tập trung con học nghề. Bởi vì cái nghề làm đẹp, cái nghề nail á, đặc biệt là khu vực mà gần khu công nghiệp thì khách đông chủ yếu là ngày chủ nhật và buổi tối. Bởi vì thường thường thì các anh chị em công nhân họ cũng phải đi làm. Nếu mà làm đẹp được thì chỉ có buổi tối họ đi làm về thì họ mới rảnh. Đặc biệt là ngày chủ nhật thôi. Thì mình sẽ kiếm một cái công việc gì đó phù hợp với sức khỏe của mình. Mình làm, mình nghỉ ngày chủ nhật, hoặc là chiều về mình nghỉ thì mình đi học, để sau này mình được làm chủ. Bởi vì cái nghề đó nó sẽ rất là thịnh hành. Nghề đó không bao giờ là lạc hậu hết ạ. Nghề làm đẹp mà. Chú tính vậy được không? Chứ đừng làm công ty mà từ 7 giờ sáng đến 10 giờ nữa. Thật mà. Bây giờ mình kiếm cái công việc nào đó mình làm, mình đủ tiền ăn này, tiền ở trọ này, và đủ cái tiền đóng học thôi. Còn ba mẹ, giờ ba mẹ còn trẻ, ba mẹ tự lo đi. Đâu có cần con mới lo. Được không? Chị được không? Được, đâu có cần con. Tôi mặn nó gửi tiền gì cho tôi đâu, nói thiệt luôn. Mình không có cần đồng tiền của con mình, nói không cần thì không phải. Mình cũng như con mình á, không có ý định là con mình mặn nhiêu là mình phải lấy. Nếu nó mặn nó lo cuộc sống của nó là chị mừng rồi. Thiệt, nói chung là nói vậy đó. Nó lo cuộc sống của nó là mừng rồi. Nhưng mà bây giờ em tính như vậy được không? Em được, tính được. Là cho bé như vậy được không? Được. Chứ đừng làm mà ăn thua hỏi bé nó đồng ý là được à. Cái đó là cái mong muốn hay là nó mơ ước gì vậy, mơ ước của nó thì nó cứ làm. Bé bây giờ bé nghe lời chú đi, sau này bé không hối hận đâu nhá, được không? Nghe lời chú đi, bây giờ bé còn rất trẻ, tuổi đời còn rất trẻ mà. Chú thấy bé là không phải là hư đâu, bé là ngoan mà. Thấy mấy cha mẹ cực khổ, với lại làm công việc ở quê cực khổ quá nên mới vậy đúng không? Chứ nếu con mà con mà hư á, nếu thật sự con mà hư á thì con là không có về đâu. Con mà hư là con đi luôn rồi. Cái này cũng không phải là trách con. Điện thoại là con cầm nên con không xem, không có điện thoại đúng không? Để liên lạc đúng không? Yeah. Nếu mà bé mà hư là giờ bé đi ở với lại người này người kia rồi. Bé có thể theo bạn, theo bè, bé làm những công việc không tốt rồi. Yeah. Nhưng mà lên Bình Dương mà vẫn vào công ty đấy, là công ty làm cái gì? Làm công ty gỗ. Công ty gỗ. Trời đất ơi, một đứa con gái mà tuổi đời rất nhỏ mà vào làm công ty gỗ mà từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Rất nể bé thật sự. Nhưng mà thôi, cái chuyện gì qua rồi thì nó đã qua rồi. Yeah. Bây giờ mình sống hiện tại và tương lai. Cái này mẹ ông đừng về, đừng có nhắc này nha. Dạ, không có nhắc. Bây giờ không có ý định nó bắt con nó về. Ví dụ con nó mặn ở đâu, tương lai của nó, nó hướng tương lai của nó mặn kiếm tiền làm gì gì đó thì cho con nó làm, rồi anh nó qua làm với nó. Đúng anh rồi. Em nó làm chung, rồi hai chồng em nó tìm con được, biết con bằng bình yên. Rồi hai chồng nó về quê, chí thú lo làm ăn. Là không có suy nghĩ tới chuyện mà con cái mình vậy nữa. Bây giờ nó cũng biết cái, nó đi lần này là nó làm cho cha mẹ buồn vậy á, nó cũng có xin lỗi rồi. Thì chị cũng tha thứ hết, chị cũng nói ngày hôm qua con dù có làm sai chuyện gì, cha mẹ cũng tha thứ cho con hết. Thì cha mẹ tha thứ con, gáo là làm, định hướng con gì thì con cứ làm, lo tương lai cho con. Bé này giỏi á, bé nhà mình giỏi á, em thấy giỏi nha. Dạ, anh em nó ai cũng giỏi hết á. Thật mà em nói thật đấy, chứ không phải là ấy đâu. Bé này em theo như quan sát của em thấy bé rất giỏi đấy. Dạ. Nghị lực sống, bản lĩnh á. Dạ. Ở dưới quê tự nhiên đùng đi ai cũng nói con nhỏ này nó giỏi quá, làm nói chuyện con khéo được phải nữa chứ, nó dạ mất dạy hay là nó bạn bè hư hỏng đâu mà sao mình tự nhiên nó đùng quá nó đi vậy. Mà điện đài mẹ nó. Mà bé là theo tính của chị hay là tính của ba? Cũng không biết tính ai. Không, tính theo em nghĩ theo tính của chị á. Mạnh mẽ, không có yếu đuối. Đúng. Nhưng mà lần này con cái làm trên đây hết rồi, có hai vợ chồng ở dưới quê mình có buồn không? Không, nếu mà yên tâm, biết con nó làm gì, biết chỗ con nó làm đàng hoàng là yên tâm. Hai chồng dưới quê làm, con cái nó định hướng, nó muốn mặn gì cho nó mặn, không ép buộc nó mặn phải theo mình. Nhưng mà về quê rồi mình làm, mình đừng có ăn hiếp chồng nha. Không có ăn hiếp rồi, ở sát nhà chồng đâu ăn hiếp chồng được. Đừng có bạt tai chồng nữa, chứ thấy ông yếu đuối quá. Yếu đuối. Rồi nghe tin nhỏ gái hôm gặp 12 giờ đó điện,
Rồi hôm hôm điện xe nghe mừng quá khóc. Trời đất ơi. Bây giờ tới quán ăn Út Thẳng này. Là ông xã lên luôn rồi. Ông xã lên luôn, nói lên gặp gái rồi mới yên tâm về nhà mần được. Ông khóc to không? Trời ơi, ông khóc dữ lắm. Khóc dữ lắm hả? Không lẽ tôi cho coi cái clip mà tôi quay video lúc nhỏ nó mới đi nè. Quay video Zalo gửi cho nó cũng không xem. Khóc đụng chuyện con đi hay là chuyện gì là khóc không à. Vậy là còn chị lúc đó có khóc không? Không, bình tĩnh lắm. Rồi tới đi cả tuần vậy á. Mấy vô thấy đồ của nó, rồi có đầu mấy lúc đó khóc. Chứ bình thường đụng chuyện là bình thường lắm. Tới chừng suy nghĩ lại mới khóc. Lúc nào là mình cảm thấy mình có thể là chị không khóc ngay lúc đó mà về đêm ấy nhỉ? Đúng rồi, tối ngủ cái, mình cái nằm đêm đầu tiên á, con mình đi nằm trong ngùng suy nghĩ trời ơi con mình ngủ ở đâu, ăn ở đâu. Rồi cái ăn cơm với mắm á, mắm chân thường thường nhà nó cũng ưa món đó lắm. Với nó đau bao tử nữa. Ăn tới mắm chân cứ suy nghĩ trời ơi con mình ở đó đau bao tử, ai lo cho nó. Trời ơi nghe suy nghĩ dữ lắm. Xúc động quá. Mắm ngon á, em cũng thích ăn mắm mà. Mắm chân là mắm tôm à, quên nhầm, mắm nêm đúng không chị? Mắm phải là mắm tôm, mắm rồng của mình bằng mắm là chân. À, mắm giống kiểu mắm châu Đốc đúng không? Nguyên con mắm á. Có phải là con cá sống mình muối đúng, không? Đúng, con cá sống mình muối á. Xong mình chân với lại khớm với lại thịt ba dọi hả? Dạ dạ. Trời ơi, cái đó mà chấm làm chua chát hay là cà hay là thích chấm gì chấm vô. Nhức nách ha. Dạ. Cái đó là làm hết mấy lon rồi ha. Dạ, ăn cái đó ăn bữa cơm với ăn với mắm vô cái nhớ tới nó khóc, mắt đâu ăn được. Đó, cái món đó chị có biết cái món đó không? Rất nhiều các bạn trẻ xa quê xem những video mà làm về cái món mắm chưng đó là nhớ quê nhà đó, em nói thật mà. Dạ. Rất nhiều bạn trẻ mà đi xa quê mà xem những cái món quê nhà đó rất nhớ, mà đặc biệt là những cái món đó là chỉ có người miền Tây mới làm được thôi. Dạ. Và đặc biệt chỉ có ở miền Tây thôi. Còn hầu như là ở các nơi khác là không có ngon bằng người miền Tây mình. Yeah. Người miền Tây em rất thích người miền Tây, người miền Tây rất là thật thà dễ thương. Có sao là nói vậy hết trơn ha. Dạ, có sao nói vậy, không có giấu giếm cái gì. Đúng rồi. Thật mà em rất là thích người miền Tây luôn. Yeah. Mặc dù là em là người miền Bắc nhưng mà em rất thích người miền Tây, thật thà chất phát. Dạ. Yeah. Có sao nói gì. Có một nói một, có hai nói hai. Không có nói thêm, không có nói bớt ha. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ con về rồi, giờ mình làm món gì cho con đây, là chị chừng nào về quê? Nói mà đây kể tới 30 tháng 4 anh em nó về thích ăn gì thì mình làm đó cho. Không, để vậy lâu quá. Gì? Bây giờ như này. Bây giờ là ông xã đang lên rồi. Dạ. Bây giờ là về phòng, một là về phòng trên đây là phòng bé đã còn ở đây chưa trả đúng không? Hay chưa. Trả rồi? Không, anh nó qua ở luôn. À. Hai cũng qua ở luôn. Mà còn phòng của của Dượng đây nữa. Dượng đây là Dượng thứ mấy? Dượng Úc. Dượng Úc ha. À. Giàu Út anh, giàu cái gì đó. Người miền Tây mình có nghèo, câu nghèo là Úc ăn giờ Úc chịu. Đó, Úc sướng rồi. Sướng nào đi làm nhân sướng. Úc sướng này. Úc này hay ấy nha. Bây giờ mình về mình làm một cái tiệc đi. Tiệc nho nhỏ mình ăn mừng. Đúng rồi, chiều nay cha nó lên rồi làm. Làm sương sương. Miền Tây mình có cái câu rất là dễ thương ha. Anh em mình làm sương sương. Sương sương. Sương sương. Sương sương hồi là tới cục chị luôn hả? Thường thường là mình nhà mình mà đoàn tụ là mình hay tổ chức là ăn tiệc là mình có ăn lớn không? Đơn sơ thường thường dưới quê em á, cái đó là nói thiệt. Dưới yeah. Nhậu á. Yeah. Nhậu nhạc, ví dụ cặp vợ chồng, phụ nữ cũng nhậu, đàn ông cũng nhậu. Yeah. Cặp vợ chồng ngồi nhậu vậy đó, ví dụ tiệc cái này mà vợ chồng anh rồi mà vợ chồng chị này nọ, ví dụ lại làm cả 10 người vậy đó, là ví dụ có gà làm gà, có vịt làm vịt, gà không thì mình đi chợ mình mua. Mình hùng lại ha. Dạ, hùng là anh em nhậu, có khi không hùng cũng có, nhầm khi bữa nay là nhà bạn này, mai mốt là nhà bạn kia. Nó vậy đó. Người miền Tây thật rất là dễ thương ha. Là gọi là mình có nhiều mình chơi nhiều. Có nhiều chơi nhiều. Chơi chơi là xả láng là dạ, sáng về sớm đúng cây không? Cây nhà lá vườn đó. Cây nhà lá vườn ao chứ, cây nhà lá vườn. Cũng như là ga ruộng có con cá thì mình vô làm con cá, hái nấm gạo vô mình nhúng làm lẩu. Cái đó là cũng có. Tuyệt vời, đó là những cái điều mà thật sự rất là dân dã. Dạ. Rất. Đây chủ tịch, đây là miền Tây chủ tịch đây. Miền Tây nữa. Dễ thương cực kỳ luôn này, nói chuyện rất dễ thương. Ở tỉnh nào? Kiên Giang giống của em gửi chữ Giang. Bắc Giang hay gì? Hậu Giang. Hậu Giang. Ủa? Miền Tây mà. Miền Tây luôn. Hậu Giang là nằm bên Vĩ Thanh á. Đúng rồi. Rồi hôm nay thì nói chung là cái buồn bã thì qua đi rồi, mà cái niềm vui bây giờ tới rồi. Thì mọi chuyện nó đã lỡ rồi, bé cũng đã về rồi. Thì bây giờ gia đình nhà mình cố gắng thì động viên cho bé, thứ nhất là tuyên truyền cho bé cái gì cần tiếp thu và cái gì cần nên tránh. Đặc biệt con gái nha, chú nói lại lần cuối cùng. À, chú và con có duyên lắm với được ngồi ở đây ấy, nhá, chứ không phải là bình thường đâu. Phải có duyên lắm với được ngồi ở đây. Nên mà con gái ghi nhớ những cái lời chú có thể tâm sự hôm nay, thì sau này nó sẽ giúp ích cho con rất là nhiều. Thứ nhất là cái việc mà định hướng cho con cái hướng nghiệp á, thì bản thân con cứ nghe chú một lần đi. Những gì chú vừa nói vừa rồi, cái định hướng cho con, cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà mình trong cuộc sống cũng như là khi mình đi làm,
tuyệt đối mình không tin, không tin bất kể ai nữa, tin nhiều nha. Bởi vì thật sự rất nhiều cạm bẫy, mình tin ở một mức độ và góc cạnh nào đó thôi. Mình không tin tuyệt đối nha. Đặc biệt là có những người bạn rủ đi làm, và đặc biệt rằng những công việc mà nhiều tiền, mình phải cảnh giác nhá. Được không? Dạ, được. Ừ. Bây giờ là mẹ cũng đã sắp xếp công việc rồi, hai anh em thì cứ ở trọ làm công việc, cố gắng lên làm kiếm tiền. Mình cũng đừng tiết kiệm quá, mình cũng phải mua, thanh niên mà, cũng phải mua quần mua áo. Bây giờ là sắm một cái điện thoại mới chưa? Không, nó cầm để cha nó tìm tiền làm chùa. Điện thoại gì? iPhone. Ủa, iPhone giữ rồi nha. iPhone mấy? iPhone 11 Max. Giữ à? Giữ ra, chú mới đang xài iPhone 6 đây này. Còn thấy là thì cũng chiều con, bởi vậy tự nhiên nó đùng đi mình cũng không. Không, vậy là tuyệt đối tuyệt, vậy là mừng rồi. Vậy là ok, là mọi thứ ok rồi, gia đình vậy là đoàn tụ, vậy là vui rồi. Rồi Dượng Út có điều gì nói không? Cháu nó về thì mừng, giờ ráng ra làm thôi. Chứ Dượng Út hôm qua là nói chung nhiều quá. Mừng ha. Thôi Dượng Út, bây giờ Dượng Út bữa giờ là làm ăn được không? Hai bữa nay em cũng nghỉ, xin nghỉ. Biết rồi, nhưng mà từ Tết đến giờ làm ăn được không? Ngon lành không? Cũng đỡ. Hôm nay đãi cháu bữa đi. Được không? Được. Đãi cháu chầu này đi. Là em ghế là bình thường. Em ghế là nói chung á, nhiệt tình với cọc kèo hay chị vợ này nọ dữ lắm. Cái này là mình gọi là em rể, bé gọi là Dượng hả? Dạ. Dượng tốt hả? Thôi Dượng hôm nay bỏ tiền túi ra nha. Dượng có quỷ đen không? Ai cũng có mà. Biết ngay mà. Rồi hôm nay lấy quỷ đen ra đãi cháu một bữa. Quay lên đây lộ quỷ đen rồi nha. Lộ rồi, nay vợ về là tóm được rồi. Đãi cháu bữa đi, bữa giờ chắc cháu nó không được ăn ngon đâu. Bây giờ cưng đâu được ăn ngon đâu đúng không? Cái này cũng ăn bình thường. Bình thường gì, tìm đâu mà ăn bình thường. Có được ăn mấy cái món ở quán không? Mấy bữa mà nó lên mấy ký á. Đi mặt nó lên mấy ký. Lên ký hả? Ở quê nó có 5, 9, 60 ký. Giờ nó còn 65 ký. Biết sao không? Ở quê là đi làm đồng nặng. Ở trên đây là đỡ nắng. Rồi cái lúc mà nó nói con ở không đó. Con không có vô làm. Con đợi công ty kêu vô. Con bán đồ con ăn á. Ở nhà ở chỗ ăn không mà. Ngon ha. Không vận động á. Được á. Bé này được chứ bộ. Mình phải ăn mình mới có sức khỏe. Phải ăn rồi mòn tiền rồi hết Tết tiền rồi cái gì cái đầu nó mới kiếm việc làm, nó mới qua Tân Nguyên làm. Nó nói từ mấy à? Mới vô làm từ. Không, bé dễ thương mà, bé xinh mà. Thật. Cái này bé ngày hôm nay đăng lên cái gì là rất nhiều anh thanh niên lứa tuổi cùng với con là mê mệt luôn đấy. Mơ ước luôn đấy. Nhưng mà mình đừng có lấy chồng sớm nha. Đi làm thì có cái nghề thì là từ từ lấy chồng. Lấy sớm cực lắm nha. Thôi thì mọi chuyện tất cả mọi chuyện bây giờ thì nói chung là đã thành công tốt đẹp. Anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng đã đăng video lên và giúp gia đình nhà mình là có cuộc đoàn tụ. Và thậm chí là cuộc đoàn tụ này là giống như chị là sinh con lần thứ hai. Đúng, chính đúng không ạ? Dạ đúng. Vui không ạ? Vui. Anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ gia đình nhà mình có lấy đồng tiền các bạc nào không? Không, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ không có tốn đồng bạc nào chứ, giúp đỡ nhiệt tình. Cũng an ủi động viên mình, thấy em khóc hôm qua. Những hiệp sĩ nói chị người nhà yên tâm đi, bình tĩnh để đội em nó đăng lên, cháu nó sẽ xem, nó sẽ về. Còn nếu mà có chuyện gì thì tụi em sẽ lo kiếm cháu cho giúp chị. Nên không có tốn đồng bạc nào hết anh chị em trên cộng đồng mạng ơi. Đội hiệp sĩ không có ăn tiền mình đồng nào hết trơn. Nếu mà con em nhà có ai bỏ đi hay là bị bắt cóc hay là này kia đó, cứ đội kiếm đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải ở Bình Dương. Mà chị ở Kiên Giang không? Dạ, ngày hôm qua chị về đây chị thấy rất là xa đúng không ạ? Dạ. Còn một số bà con cô bác thì ở khu vực ở gần đây thì khi mà gọi điện nhờ anh em á thì lại nói là xa quá không tới được. Dạ. Em nói thật với chị luôn, có những người ở ngoài Bắc, đặc biệt vừa rồi là có 2-3 người ở ngoài Bắc á. Dạ. Từ Hà Nội, từ Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Bình. Dạ. Rất xa để vào đây để nhờ anh em. Dạ. Bởi vì là như thế này, anh em không thể đến từng nhà để giúp đỡ được. Dạ. Anh em thời gian đâu mà để, bây giờ ví dụ chị ở An Giang, chị ở Long An, chị ở Hậu Giang mà bảo anh em mà đến từng nhà một giúp đỡ, vậy anh em không thể đến được. Đúng rồi. Nên anh em có một cái địa điểm tại đây để mà bà con nếu mà thật sự mà ai cần đến sự giúp đỡ của anh em thì tới thì anh em sẽ giúp đỡ. Dạ. Giúp được gì thì anh em giúp và giúp hoàn toàn miễn phí. Dạ. Thì rồi thì cuối video này thì em không biết nói gì hơn. Thì em gửi lời chúc sức khỏe tới gia đình nhà mình, đặc biệt là chúc cho bé. Chú tin là tương lai của con á, con sẽ tự con làm thành công con được. Dạ. Chú nhìn thấy con là có hào quang đấy, thật mà, cố gắng lên nha con gái. Dạ. Mình mạnh mẽ lên nhưng mà phải đi phải đúng hướng mới được. Chứ mình mà có bản lĩnh, có trí tuệ, mình có sức khỏe và có gan để làm giàu nhưng mình đi sai hướng là cũng không được nhá. Dạ. Thì hôm nay thì gia đình nhà mình đã đoàn tụ rồi, vui rồi. Thì chúc cho đại gia đình nhà mình là
đặc biệt là cái điều thứ nhất là sức khỏe, có sức khỏe là sẽ có tất cả. Đặc biệt là chúc cho chị nha. Dạ. Luôn luôn là giữ ngôi nóc nhà. Dạ. Và đặc biệt rằng có sức khỏe để mình làm nông. Dạ. Còn con gái thì phải luôn luôn tỉnh táo cảnh giác trong tất cả các mọi trường hợp. Nha. Làm ăn kiếm cục tiền đi, Tết năm nay là mình về quê ăn Tết đoàn tụ cho nó lớn, cho nó vui. Thì gia đình nhà mình có điều nào chia sẻ cảm ơn cô bác anh chị trên cộng đồng mạng không? Để em kết thúc video. Bé ngại không cô chú anh chị? À, giờ cảm ơn đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Hải đã tìm giúp chia sẻ trên cộng đồng mạng để con em mà nó thấy được tin tức mà nó điện. Cảm ơn cô bác cộng đồng mạng thôi là được rồi. Dạ, cảm ơn cô bác cộng đồng mạng đã nhờ cô bác cộng đồng mạng chia sẻ ra mà con em nó thấy cái clip mà nó điện về cho em hay. Chứ không em cũng không biết làm sao luôn. Rồi em cũng biết nói gì chứ em cũng không biết nói gì hơn luôn. Em là miền Tây mà em thiệt tình em không biết nghĩ câu văn gì em nói. Người miền Tây dễ thương vô cùng hả? Dạ. Nóc nhà đẳng cấp đấy, đẳng cấp quá cô chú anh chị ạ. Dạ rồi thì cuối video này thì em không biết nói gì hơn thì em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, thay mặt gia đình, đặc biệt là thay mặt mẹ cũng như là bé, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đã luôn quan tâm đồng hành cùng với anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để giúp cho cái cuộc đoàn tụ mẹ con được như ngày hôm nay thành công và tốt đẹp. Thì em rất mong rằng tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng sẽ luôn luôn chung tay góp sức với anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để giúp người giúp đời, đặc biệt là những chương trình tìm kiếm người thân để giúp cho gia đình của tất cả các cô chú anh chị mà khi mà về đây được đoàn tụ sớm hơn. Thì hôm nay gia đình nhà mình về đây báo tin vui cho anh em cũng như là cho bà con cô bác trên cộng đồng mạng. Thì chị cũng như là con gái của chị và đặc biệt là Dương Út có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để báo tin vui cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng không? Chị đồng ý không? Đồng ý. Con gái đồng ý không nè? Ừ. Rồi giúp Út. Đồng ý. Út nói chung hoài ha. Rồi em xin phép chào gia đình nhà mình nhá. Em xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng.